Xin chào mọi người, em Thủy hôm nay quay cho mọi người bưởi khay, cây bưởi khay, bưởi khánh nhá, hàng rất là vip, hàng phân khúc trung bình, rất là vip và rất là sai quả nhá bạn nhá, bưởi khay. Đây, cây này là cây đẹp này, nhiều quả này, cây này nó rất là lộ quả này, đấy, cái hàng này hàng quả rất là đẹp nhá, hàng lộ quả. Cái cây này được trồng trong cái khánh 1 mét, khánh nhá. Khánh bưởi là 1 mét và ngang của nó sẽ là 60. Khánh 60 x 1 mét. Cây này về các bạn mua một cái đôn, các bạn kê nó cao lên thì rất là đẹp luôn. Chiều cao của cả cây này nó rơi khoảng 1,5 mét nha mọi người nhá. Chiều cao cây tính từ mặt chậu, mặt từ chân chậu cho đến ngọn cây nó cao khoảng trên 1,5 mét. Và trên một cây này thì nó có hơn 30 quả. Và quả bưởi này là quả bưởi nó ghép rất là đạt. Các bạn nhìn này, quả này quả ghép nhá. Mà nó to như thế này. Mã quả rất là đẹp. Quả ghép nhưng mà mã quả rất là đẹp và quả nó rất là to các bạn ạ. Đây này. Và quả bây giờ nó vẫn xanh nhá. Mã quả bây giờ quả vẫn xanh. Nên các bác mua cái này về chơi thì bây giờ tận tháng 5 luôn đấy ạ. Mã quả này, mã quả cực kỳ đẹp. Cái lô này của bên nhà em mã quả nó rất là đẹp luôn. Quả ghép nhá, nhưng mà mã quả nó đạt. Bình thường phải để nuôi được một quả ghép. Quả ghép mắt nó vào đây để nuôi được nó to này nó không đơn giản chút nào đâu nha mọi người nhá, với các vườn khác ấy. Để nuôi để cái cành mẹ là nó cung cấp chất dinh dưỡng cho cái quả bưởi, để quả bưởi nó to ra á, thì đòi hỏi thợ kỹ thuật rất là cao. Mã quả rất là đẹp này, em sờ vào này, bóp này, rất là rắn, nó chắc nhá. Em đếm thử xem một cái cây này thì là nó có khoảng bao nhiêu quả nhá mọi người nhá. Một, hai, chắc nó phải 30 đấy, đếm khó đếm phết đấy. Trên 30 quả, 30 đến 40 quả này. Một nhánh chùm này đã 10 quả này. Một nhánh sang bên này đã 10 quả rồi. Quay này nó sẽ không hiện được hết lên nhá. Bởi vì một chùm đằng này, một chùm nó bay ra đằng này đã chục quả này. Đúng không? Một góc này đã hơn chục quả này. Cây này nó khoảng 35 quả. 35 cho đến 40 quả. Bác nào mua hàng thì inbox vào số điện thoại em để đầu kênh là 0969 162 214 cho em. Quả rất là đẹp luôn. Khánh bưởi nhá. Hàng này nhà em còn khoảng 20 khánh. Hàng này bên nhà em còn khoảng 20 khánh nhé các bạn nhá. Đây. Như quả này này, là quả mã quả nó vẫn xanh này. Hàng này đợt vừa rồi em bán sỉ là bao tiền nhỉ? Là 4,5 triệu, bây giờ bán phá lẻ ra cũng bán giá 4,5 triệu cho khách ạ. Trên một cây nó có rộng khoảng 30 cho đến 40 quả một cây nhá. Mỗi một cây nó có khoảng 30 cho đến 40 quả. Như quả này quả thật này. 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 Đấy. Quả ghép vào cái cây này nó còn đẹp hơn là quả thật luôn. Này. Quả ghép này, ghép mà nó quả nó to. Tức là vườn ghép rất là đạt nhá. Vườn ghép quả này rất là đạt. Nó đạt đấy. Nên là mắt ghép nó ăn hẳn được vào cây. Nên nó mới cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cây. Và cây nó mới phát triển mạnh. Bán lẻ là 4,5 triệu một cây nhá. Bác nào mua hàng thì inbox vào số điện thoại là 0969 162 214 giúp em. Em phát like như này không lát nữa nhá. Lát nữa bác nào mà mua thực tế thì em sẽ chụp ảnh từng cây một cho mọi người nhá. Nếu các bác nào xem live xem các bác nào mà mua hàng thì các bác inbox cho em, xong là em sẽ chụp ảnh lại từng cây một cho mọi người. Mã quả cực kỳ đẹp luôn này. Quả rất là rắn. Quả này quả vẫn xanh này. Đấy, quả rất là rắn nhá, căng nhá. Quả cái quả bưởi ấy. Các bạn đi mua bưởi hướng dẫn các bác cách đi mua bưởi là mua làm sao là mua được cây bưởi đẹp nhá. Thứ nhất là các bác đi mua bưởi là các bác phải kiểm tra là các bác phải sờ tay vào cái quả bưởi này. Chọn cái quả cây mà quả bưởi nó to. Quả bưởi nó to là căng, nó bóng. Và khi mình bóp tay vào ấy, nó không bị nhũn. Thì là quả bưởi đạt nhá. Còn những quả bưởi là mình bóp tay mà mình nhũn, nó nhũn này. Và quả bưởi nó bé này, là những quả nó bị dẹo. Nó bị dẹo, nó không đạt nhá mọi người nhá. Những cái cây này rất là đạt luôn này. Nó căng đẹp luôn. Thấy không? Đấy, đây đều là quả ghép nhá. Mắt ghép liền rồi. Mắt ghép liền rồi. Bác nào mua hàng thì inbox số điện thoại em là 0969 162 214. Ủa rất đẹp luôn.
Còn mấy chậu bên này nữa. Thôi, quay mấy chậu này nhá. Bác nào mua hàng thì inbox cho em nhá.